Dạ. Yếu đi. Nhận nhỏ nhỏ, nhận trong này chịu gì nổi, trời ơi, chỉ cái lo ra ngoài kia kìa. Ngồi đây là nó chỉ vô mình là tẩu quả nhập ma luôn đó. Rồi nghe. Đấy không? Mấy cái điệu đó không ấy, nó khó, bấm thử cái điệu thôi. Nữ á. Nữ nè, Thanh Thảo. À, nữ, đúng rồi. Em còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Alo. Tại đây không có ruột. Nghe nhạc chứ. Nỗi lòng ngày mai có thấu anh kìa. Sao tắt luôn rồi? Alo, alo, alo. Ba để anh chuyển nhạc anh chị ơi. Nó rầm trền quá. Ờ, đây, đây. À, em mới vừa nhận được món quà của chị Thủy gửi cho Bun. Em cảm ơn chị nha. Sô-cô-la. Trời ơi, này là chất lượng luôn nè. Em cảm ơn chị Thủy nha. Chị Thủy bên quận 4. Em nhạc lớn lớn xíu. Sao mày tắt luôn rồi? Lớn không? Ai? Được chưa? Được chưa? Đó được chưa? Alo, alo. Kéo lại đầu. Nhỏ hơn, nhạc nhỏ. Mai con. Anh đừng nên giận em.
Hết rồi, em cảm ơn. Rồi. Rồi, xong Mỹ ca. Tắt, 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 tắt. Tắt cái đó. Thấy không? Tắt sao vậy? Hãy biết tắt luôn cái máy đi. Cái nút đỏ. Rồi xong, em cảm ơn nhiều. Rồi, hàng kỳ cũng quá anh chị ơi. Rồi mọi người ơi, thì em với Lan xin phép tắt like. Đừng có chửi, thôi kệ đi. Mọi người nghỉ ngơi. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là giao lưu cái like này của em với Lan nhé. Dạ, dạ vậy thôi. Em cảm ơn anh chị nhiều nha. Em chúc anh chị mùa Trung Thu vui vẻ.